Đây là ao tôm ứng dụng công nghệ cao đầu tiên tại Bến Tre. Từ nuôi tôm trong ao đất, ông Bảy chuyển sang lót bạc. Điều này giúp năng suất tăng nhanh qua từng năm. Từ cái ngày mà lên cái công nghệ cao tới bây giờ thì 1 hecta nếu mà đầu tư bài bản thì mình nuôi là cái hiệu quả kinh tế nó rất cao, nó đem về là 1 hecta thì 1 năm nó lợi nhuận 1 tỷ hoặc là trên 1 tỷ đồng tiền lãi. Không chỉ tăng năng suất mà hiệu quả công việc cũng được cải thiện. Tại An Giang, cánh đồng không dấu chân người đang được nhân rộng. Những người nông dân không cần trực tiếp xuống ruộng để xạ lúa, bón phân hay phun thuốc. Tất cả các công đoạn đều có máy móc hỗ trợ. Thứ nhất, về cái công lao động á, là nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe của bà con nông dân là khi mà phun thuốc. Vấn đề thứ hai, nó chi phí cũng là nó rẻ chứ không có mắc. So với là cái chi phí mà chúng ta mướn bà con phun truyền thống trước đây thì nó giảm chi phí là 1 hecta là khoảng 1 triệu đồng trở lên. Ngày càng nhiều câu lạc bộ nông dân tỷ phú xuất hiện. Trong đó, có những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ra đời với quy trình sản xuất chuyên nghiệp. Đời sống kinh tế từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Tất cả đã chứng minh nghị quyết Tam Nông thực sự đi vào cuộc sống. 15 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sản xuất nông nghiệp nước ta phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Chỉ tính từ năm 2008 đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 3% một năm. Quy mô GDP tăng gấp 1,4 lần. Năng suất lao động nông nghiệp đạt 55 triệu 900 ngàn đồng một người, gấp hơn 4 lần so với năm 2008. Nông sản của Việt Nam có mặt ở 196 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm trước 1 năm rưỡi, trong đó 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là một thành tựu to lớn, toàn diện và lịch sử. Chưa bằng lòng với những kết quả đó, đầu tháng 5 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nghị quyết đánh dấu sự tiếp nối và đặt ra những mục tiêu mới cho lĩnh vực này. Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt khoảng 3% một năm, năng suất lao động nông nghiệp từ 5,5 đến 6% một năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10% một năm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%. Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%. Để đạt được mục tiêu này, ngành nông nghiệp triển khai nhiều giải pháp trọng tâm. Tổ chức lại ngành hàng là một yếu tố sống còn. Từ đó là chúng ta sẽ, nó sẽ dựa trên cái nền tảng mà tổ chức lại đó thì chúng ta đưa những cái công nghệ, đưa cái thiết bị, đưa thị trường vào ở trong một cái ngành hàng đó. Nếu tiếp tục sản xuất nhỏ lẻ đó thì nó sẽ giới hạn lại những cái sự tác dụng của cái máy móc, của thiết bị, của công nghệ, cũng như là dù chúng ta tổ chức ra để chúng ta tạo ra được cái sản lượng tốt hơn, tối ưu hơn, nhưng mà nếu sản xuất nhỏ lẻ thì chúng ta lại gặp phải cái bài toán thị trường. Do đó, một bên là nó tạo ra được một cái giá trị từ cái tối ưu hóa sản xuất, một bên nó tạo ra giá trị từ cái sự hợp tác của bà con nông dân để cái quy mô sản xuất nó lớn hơn. Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam hoàn toàn có thể hình thành những ngành công nghiệp cho từng loại nông sản. Cùng với Nghị quyết 18 về đất đai, Nghị quyết số 20 về phát triển kinh tế hợp tác, thì Nghị quyết số 19 chính là đòn bẩy để ưu tiên nguồn lực đầu tư hơn nữa cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Nếu Nghị quyết 26 hướng trọng tâm vào hiện đại hóa hạ tầng nông thôn, thay đổi năng suất lao động, thì Nghị quyết 19 sẽ cho thấy vị trí của một nước coi nông nghiệp là lợi thế. Điều này đáp ứng kỳ vọng bao đời của hàng triệu nông dân trong vùng. Chúng mong muốn, ví dụ một là cái máy bay là phải cần xịt cho nó nhiều, hỗ trợ là máy móc này kia, ví dụ máy xới, máy cài rồi đó, rồi cái đó là cái đầu tiên của luôn luôn luôn. Kinh tế của các địa phương trong vùng gắn với nông nghiệp. Riêng tại Cần Thơ, diện tích đất nông nghiệp hiện nay là trên 114.000 hectare, trong đó hơn 78.000 hectare canh tác lúa với sản lượng trên 1.300.000 tấn một năm. Thành phố đang thực hiện một đề án để đầu tư cho nông nghiệp. Thành phố Cần Thơ được Quốc hội cho phép thí điểm một số cơ chế đặc thù để phát triển thành phố, trong đó có cơ chế thành lập Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ
với những chính sách ưu đãi đặc thù sẽ kỳ vọng là điểm đến để quý doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, đầu tư trong giai đoạn tới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.